Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elisabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căn. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Để những ông đọc xin Chúa xóa tội chúng con. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hàng ngày khi chúng ta làm một việc đạo đức hay trước bữa ăn, chúng ta vẫn thường xin ơn Chúa giúp sức hoặc xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Và khi xong việc thì chúng ta dâng lời tạ ơn. Là một việc thường ngày mà chúng ta còn làm như thế, huống hồ một công việc trọng đại như giáo xứ chúng ta thay mặt toàn thể giáo phận chầu Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban muôn ơn lành xuống cho giáo xứ chúng ta trong tuần chầu lượt này. Kính thưa cộng đoàn, trong Kinh Thánh có rất nhiều mẫu gương nói về việc tạ ơn Thiên Chúa. Gương Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn. Trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu là một lời tạ ơn liên lỉ dâng lên Chúa Cha. Đôi khi lời tạ ơn này còn bộc lộ công khai một cách long trọng để lôi kéo mọi người cùng với Ngài tin tưởng và tạ ơn Thiên Chúa. Chẳng hạn khi Chúa cho Lazaro sống lại, Chúa ngước mắt lên và nói: lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nhận lời con. Phần con biết cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng chung quanh nên con đã nói để họ
để họ tin cha đã sai con. Gương mẹ Maria dâng lời tạ ơn. Khi Đức Maria ý thức được thân phận tôi hèn của mình, nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương và trao ban cho một ân huệ thật lớn lao, đó là được trở thành mẹ Thiên Chúa ngang qua việc cưu mang và hạ sinh Đức Giêsu. Ngay lập tức, mẹ đã coi đây là ân huệ lớn lao không chỉ cho mình mà cho toàn thể nhân loại chúng ta. Vì thế, mẹ đã cất lên: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi người sẽ khen tôi diễm phúc. Đó là những lời tạ ơn kiểu mẫu cho mỗi người chúng ta trong mọi nơi, trong mọi thời. Còn mỗi người chúng ta thì sao? Ngay lúc này, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, mặc lấy tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria, tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta. Tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho nơi mỗi người và nơi tha nhân. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu giúp, đã bênh đỡ và đã nâng đỡ ta khỏi muôn vàn điều ác hại. Thực ra, không chỉ đến với tuần trầu lượt, chúng ta mới quan tâm đến việc tạ ơn, nhưng đây cũng là dịp để chúng ta làm việc tạ ơn này. Như lời Thánh Vịnh thúc giục chúng ta: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhìn lại thời gian qua, đặc biệt trong tuần trầu của giáo xứ chúng ta năm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã thương ban cho giáo xứ chúng ta tổ chức tuần trầu một cách sốt sáng và bình an. Tuy không quy tụ nhau đầy đủ trong ngôi thánh đường này vì đại dịch COVID Corona. Chính vì thế, cha xứ cũng như ban hội đồng giáo xứ đã lo liệu cho mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta được dâng thánh lễ tại nhà qua màn hình trực tuyến trên truyền thông của giáo xứ. Chúng ta cảm ơn cha, chúng ta cảm ơn ban hội đồng giáo xứ đã lo liệu cho chúng ta. Nhìn qua các biến cố, đặc biệt là qua tuần trầu lượt, cũng như qua đại dịch COVID Corona 19 này đang hoành hành trên thế giới, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ mọi người trong giáo xứ chúng ta đến giờ phút này được bình an, không ai bị nhiễm bệnh. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho các nhân viên y tế, cho các người đã chết trong đợt dịch bệnh này. Như vậy, chúng ta khẳng định rằng Thiên Chúa hướng dẫn nhân loại chúng ta qua mọi biến cố, đồng thời chúng ta phó thác tương lai cho Chúa và chúng ta hãy thưa lên rằng: lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được làm người, được làm con Chúa. Như vậy, hành vi tạ ơn của mỗi người chúng ta, của giáo xứ chúng ta không chỉ dừng lại trong thánh lễ này, mà nó còn phải kéo dài trong suốt cuộc đời của mỗi người. Nó không chỉ dừng lại ở khía cạnh nhất thời, nhưng
phải được liên lỉ. Nó không chỉ được cất lên lúc thuận buồm xuôi gió, lúc ăn nên làm ra, nhưng chúng ta phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con trở thành bài ca tạ ơn, để chúng con mang tin mừng phục sinh đến với mọi người, để danh Chúa được tỏa sáng. Amen.